Chàng trai này không có tương lai là lời khẳng định có phần nặng nề của Karol Dobias, thành viên vô địch Euro năm 1976 của Tiềm Khắc. Người mà Dobias đang ám chỉ là ai? Vâng, đó chính là Pavel Nedved. Còn gì tệ hơn khi phải đón nhận những chỉ trích nặng nề kiểu như thế với một cầu thủ trẻ? Nedved có hoài nghi bản thân mình không? Theo mình là có, nhưng anh ấy có buông bỏ không? Không bao giờ. Trong khi Edgar David xuất hiện với chiếc kính bảo vệ thương hiệu, Roberto Baggio được nhận diện với kiểu tóc đuôi ngựa huyền thoại. Ruud Gullit thì luôn ở đó cùng mái tóc Dreyer Blok trông có phần cầu kỳ. Thì với Pavel Nedved, khán giả có thể nhận ra anh ngay lập tức. Gương mặt khá bảnh trai với những lọn tóc vàng bồng bềnh trong gió cùng đôi mắt xanh biếc đôi khi khiến khán giả lầm tưởng anh là người Ý chính hiệu. Trông kìa cách di chuyển của anh ấy thật lạ. Nedved đúng như một đầu máy xe lửa đang băng băng trên đường ray với một tốc độ kinh hoàng vậy. Lúc ấy anh khiến những Maldini, Nesta phải bất lực chịu thua. Chưa hết đâu, khối động cơ kinh hoàng đó còn được trang bị thêm thứ vũ khí đáng sợ với kỹ năng vừa bứt tốc vừa tung ra những cú sút như búa bổ hai chân như một. Đã phá hủy biết bao hàng thủ lừng danh khi ấy. Sự kiện lớn đầu tiên đưa tên tuổi của Pavel Nedved ra ngoài ánh sáng chính là Euro 1996. Ban đầu, Nedved chỉ đóng vai trò dự phòng cho thủ lĩnh Karen Popovsky, nhưng chàng trai 23 tuổi khi ấy còn làm được nhiều hơn thế. Đội bóng quê hương Anh Cộng hòa Séc nhanh chóng bỏ qua thất bại ngay trong trận đầu ra quân trước Đức để đánh bại Italia hùng mạnh sau đó. Chính Nedved là người đã lập công trong chiến thắng ngày hôm ấy. Trận hòa ở lượt đấu cuối với Nga là đủ để họ bước tiếp vào tứ kết. Sau đó đội bóng xứ Pha Lê lần lượt vượt qua Bồ Đào Nha với bàn thắng định mệnh của Popovsky rồi loại Pháp của Zinedine Zidane trên chấm phạt đền để bước vào trận chung kết nơi họ gặp lại những cỗ xe tăng Đức. Đáng tiếc là câu chuyện cổ tích của người Séc đã không được hoàn thiện. Họ một lần nữa bại trận trước người Đức với một Oliver Bierhoff quá xuất sắc. Nhắc lại về chiến tích lịch sử năm 1996, Nedved nói: "Vào thời điểm đó chúng tôi là đội bóng ít tên tuổi, lại rơi vào một bảng đấu khó. Tuy nhiên chúng tôi đã cống hiến hết mình bởi chúng tôi còn trẻ và có khát vọng. Mặc dù thất bại trong trận chung kết nhưng khi trở về quê nhà, chúng tôi đã được chào đón như những nhà vô địch. Tôi không thể quên những kỷ niệm đó." Sau những giây phút bùng nổ ở Euro 96 là những bước nhảy vọt trong sự nghiệp của anh, từ Séc đến Ý, từ Sparta Praha tới Lazio. Trong thời gian gắn bó với Bianco Celesti, việc được thi đấu bên cạnh như Roberto Mancini, Dejan Stankovic hay Juan Sebastian Verón khiến lối chơi của Nedved nhanh chóng tiến hóa. Những thành tựu bắt đầu đến với anh cùng đội bóng Coppa Italia mùa giải 97-98, sau đó là dấu ấn với bàn ấn định chiến thắng trước Real Mallorca trong trận chung kết Winner Cup 1999. Mùa giải tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Sven-Goran Eriksson, Nedved là đầu tàu giúp đội bóng thủ đô giành được cú đúp chưa từng có với Coppa Italia và Scudetto đầu tiên sau 25 năm. Sau 5 mùa giải gắn bó với 138 trận đấu và 51 bàn thắng cho Lazio cùng những đóng góp to lớn không thể đong đếm bằng những con số, Nedved đã được Juventus ký hợp đồng với mức giá kỷ lục khi ấy 41 triệu euro để chuẩn bị cho sự ra đi của Zinedine Zidane. Cựu giám đốc Juve Luciano Moggi tiết lộ động cơ mua Nedved của ông rất đơn giản. Pavel luôn ghi bàn vào lưới chúng tôi, vậy nên chúng tôi sẽ mua anh ta để có thể giải quyết vấn đề này. Anh cùng với Gigi Buffon, Lilian Thuram, Marcelo Salas và màn tái hợp với huấn luyện viên Marcelo Lippi là dấu mốc để khẳng định cho sự trở lại của Juve ở mùa hè năm 2001. Sự phát triển nhanh chóng ấy của Nedved khiến nhiều người bất ngờ, nhưng làm gì có chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Ngay từ việc quyết định tới với lão bà đã chẳng hề dễ dàng gì với Nedved và bởi thế mà anh đã có mùa giải đầu tiên nhiều thất vọng ở Juve. Thời điểm ấy, chính bộ tóc lãng tử của anh lại trở thành chủ đề châm biếm của các Juventini với khẩu lệnh All hair, no skill, mang ý nghĩa chê bai Nedved không có kỹ năng gì ngoài bộ tóc cả. Mặc dù Juventus đã chấm dứt cơn hạn hán kéo dài 3 năm với danh hiệu Serie A, nhưng Pavel Nedved vẫn đứng trước mũi sào chỉ trích của dư luận vì những màn trình diễn không xứng đáng với những gì mà ban lãnh đạo của Juve đã bỏ ra song hành là sự kỳ vọng to lớn của các fan hâm mộ. Họ bảo với nhau rằng chẳng hy vọng gì rồi, anh ta làm sao có thể thay thế nổi cái bóng quá lớn mà Zinedine Zidane đã để lại chứ. Nhưng Nedved chẳng phải đã quá quen với những lời chỉ trích kiểu như thế rồi mà. Chính anh đã từng nói rằng mắc nợ Dobias rất nhiều vì nhờ lời nói phũ phàng về tương lai năm đó đã thúc đẩy anh quyết tâm hơn để vươn đến đỉnh cao. Nedved hiểu được anh không sở hữu thứ tài năng vô hạn trời ban và nền tảng của anh được xây dựng dựa trên sự chăm chỉ, bền bỉ và quyết tâm khổ luyện. Tôi không nghĩ mình giỏi kỹ thuật đến thế. Luật chơi của tôi rất đơn giản, không có bí quyết nào cả, chỉ làm việc và làm việc thế thôi. Cũng giống như Cristiano Ronaldo, bây giờ Nedved ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp là một tấm gương sáng cho bài học về sự khổ luyện. Theo đánh giá của cá nhân mình sẽ không thần thánh hóa Nedved và phải thú rằng anh ấy là một cầu thủ bóng đá khá bình thường. Nedved không sở hữu bất kỳ phẩm chất nào quá xuất sắc, kể cả kỹ năng siêu việt, vừa chạy vừa rút ở tốc độ cao cũng không phải chỉ mình anh ấy có thể làm được.
nhưng một lần nữa mình bị Nedved thuyết phục bởi sự chăm chỉ, khao khát, đam mê với công việc của anh ấy. Nếu ví Juve là một công trường, thì Nedved đích thị là một anh công nhân làm việc ngày đêm, không biết mệt mỏi. Ông trời không phụ những nỗ lực của anh chàng lãng tử với mái tóc vàng. Nedved có đóng góp to lớn giúp lão bà một lần nữa giành được danh hiệu Scudetto. Nhưng ta làm sao quên được mốc son chói lọi trong hành trình của anh ở Champions League mùa giải 2002-2003. Không phải Usain Bolt những tia chớp trắng đen khi ấy mang tên Pavel Nedved với bài vừa quen thuộc Run and Shot đã cuốn bay nhà vua Real Madrid khỏi đế chế của chính họ. Bàn thắng quý hơn vàng trận lượt về năm đó giúp lão bà đặt chân đến trận đấu cuối cùng ở Wembley với chiến thắng 4-3 chung cuộc. Đáng nói hơn là khi ấy Zinedine Zidane xuất hiện ở đầu cầu bên kia với tư cách là một mắt xích quan trọng trong cái gọi là giải ngân hà Galacticos của Real. Như vậy câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Với Nedved ở Juve lúc này là sự khẳng định của vị thế chứ không còn là sự thay thế nữa rồi. Tuy nhiên niềm vui ở thời khắc bước vào chung kết đã chẳng được trọn vẹn khi ai đó nhận ra rằng Nedved sẽ vắng mặt ở trận lượt về với bản án treo giò sau khi anh đã phạm lỗi vô duyên với Steve McManaman. Tuyệt vọng trước tình cảnh trớ trêu lúc ấy, có người đã chứng kiến hình ảnh Nedved rơi nước mắt khi rời sân, loãng thoáng lẩm nhẩm rằng ước mơ giành được chiếc cúp tay voi từ khi còn nhỏ của tôi đã kết thúc. Và đúng thật, đội bóng của anh sau đó đã gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường với thất bại trên chấm luân lưu định mệnh trước AC Milan. Người Ý có câu Juve sinh ra là để thống trị nước Ý, còn AC Milan thống trị châu Âu. Nhưng giá như và chỉ là giá như thôi ngày hôm ấy, Nedved được chơi thì có lẽ mọi thứ đã khác. Bê bối Calciopoli xuất hiện không chỉ xóa sổ hai chiếc cúp quốc nội trước đó mà tân huấn luyện viên Fabio Capello đã mang về và đồng thời nó khiến câu lạc bộ bị giáng xuống Serie B. Sự hỗn loạn khi ấy kéo theo cuộc tháo chạy của Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro nhưng Nedved vẫn ở đó cùng Buffon, Del Piero, Chiellini, David Trezeguet với mục tiêu vực dậy đội bóng. Đừng nói là khi ấy Nedved không có sự lựa chọn nào khác. Siêu cò Mino Raiola đồng thời là quản lý khi ấy của anh chia sẻ: "Vâng, anh ấy đã nhận được những lời đề nghị Real, Manchester, Chelsea và Nhật Bản. Năm 2007 thậm chí là cả Inter. Tôi có ý định nhận lời đề nghị của Inter vì tôi nghĩ rằng đã đến lúc mở ra một chương mới ở một câu lạc bộ mới sau khi giành chiến thắng Ballon d'Or. Tôi thích phiêu lưu, tôi thích thay đổi, nhưng Nedved thì không. Tôi nhanh chóng hiểu rằng Juventus sẽ là nơi anh ấy giải nghệ." Lòng trung thành với Bianconeri kéo dài thêm 3 mùa giải nữa, Nedved đóng một vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt câu lạc bộ trở lại Serie A cũng như là ở đấu trường Champions League. Anh là một trong số ít những người chọn ở lại để khôi phục danh dự của một trong số những đội bóng vĩ đại nhất nước Ý. Nhưng đồng hồ thời gian cũng đã điểm, tôi sẽ ra đi vào cuối mùa giải, bất kể chúng tôi thi đấu tốt như thế nào ở Champions League hay Serie A. Đây là quyết định cuối cùng và tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi nó. Đây là thời điểm thích hợp để từ bỏ. Tôi vẫn thích chơi bóng nhưng xét về tình trạng thể chất và tinh thần của mình, tôi hiểu rằng đã đến lúc phải nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ hơn, họ xứng đáng được thi đấu. Kết thúc mùa giải 2008-2009, Nedved ở tuổi 37 chính thức nói lời tạm biệt với Juve nói riêng và khán giả hâm mộ bóng đá nói chung. Nedved xuất sắc hơn Zidane? Không, chúng ta không ở đây để so sánh kiểu vậy. Nhưng nếu bạn đưa ra quan điểm là với Juventus, thì Nedved đã vượt qua được cái bóng của Zidane và ít nhiều có phần nhỉnh hơn. Chắc chắn mình sẽ đồng ý. Vậy quả bóng vàng 2003 có xứng đáng với anh ấy không? Đúng là khi đem các thông số về bàn thắng hay kiến tạo của quả bóng bạc năm ấy Thierry Henry ra so sánh thì có vẻ như Nedved bị lép vế hoàn toàn. Sẽ mãi còn đó những luồng ý kiến khác nhau trong câu chuyện này. Nhưng giống như Cannavaro hay Modric vậy, bạn phải xem cách Nedved thi đấu, cách anh ấy âm thầm dẫn dắt đội bóng của mình tới những vinh quang. Không chỉ là Juve như đã nói ở trên, mà thực sự con quỷ đầu đàn mang tên Pavel Nedved đã đánh dấu cho nét vàng son cuối cùng của nền bóng đá Đông Âu trên bản đồ bóng đá lục địa giả, trước khi Croatia của Luka Modric tỏa sáng. Với chiến tích lịch sử cùng thế hệ vàng năm ấy đưa đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc tới vòng chung kết Euro 2004. Ở Séc, Nedved đã là một tượng đài. Cựu tiền vệ của Arsenal Tomáš Rosický mô tả về người đàn anh như sau: "Điểm mạnh nhất của anh ấy là khối động cơ vĩnh cửu trong người, giúp anh ấy chạy khắp sân không biết mệt. Anh ấy muốn giành chiến thắng mọi lúc và điều đó có ảnh hưởng rất lớn đến mọi người trong đội. Đội tôi có những người trẻ như tôi hoặc Barros nên khía cạnh ấy thực sự quan trọng với bọn tôi. Động lực của anh ấy, ý chí chiến đấu mà anh ấy thể hiện trong mọi trận đấu, nó thực sự đáng ngưỡng mộ." Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Pavel Nedved đã chơi tổng cộng 669 trận cho 4 câu lạc bộ châu Âu khác nhau trên mọi đấu trường, ghi được 147 bàn thắng. Ở cấp độ đội tuyển, Nedved đã ghi 17 bàn thắng sau 83 lần ra sân. Ngoài quả bóng vàng danh giá như đã nói ở trên, Nedved tiếp tục lấp đầy tủ giải thưởng cá nhân của mình với 6 giải quả bóng vàng Cộng hòa Séc, 4 lần trở thành cầu thủ Séc xuất sắc nhất năm, 1 lần đạt được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Serie A, 3 lần nằm trong đội hình xuất sắc nhất năm của UEFA. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Khi đến với Juve dường như không còn chiếc áo nào khác có thể vừa với Nedved.
Anh ấy sống như thể mình là một người con ở nơi này vậy. Tôi có thể sống mà không có bóng đá, nhưng tôi không thể sống mà không có Juventus. Ngược lại, Juve cũng yêu thương anh nhiều như thế. Ngày chia tay thiếu vắng anh quả thực là ngàn nỗi nhớ. Với suốt 8 năm dòng ở đây, trái tim của các Juventini đã không ngừng yêu anh. Dù biết rằng sẽ chẳng ai thắng nổi được quy luật thời gian, và thực ra là thời khắc chia tay ấy đã được chàng trai ấy thông báo từ trước rồi. Nhưng đúng là quay đi quay lại, chúng ta cũng chỉ biết rằng Nedved sẽ không còn ở bên Juventus nữa rồi. Nhiệm vụ coi như đã hoàn thành. Trong trận đấu cuối cùng, Nedved thi đấu với tư cách của một người đội trưởng. Anh được thay ra ở cuối trận trước sự tán thưởng không ngừng của đám đông. Cả sân vận động đã đứng dậy để dành những lời cảm ơn cho một huyền thoại sống của đội bóng. Khi được hỏi ngày 31 tháng 5 năm 2009 là thời điểm của sự kết thúc hay bắt đầu, Nedved trả lời trên La Gazzetta dello Sport rằng: "Một khởi đầu, ngày hôm đó phần thứ hai của cuộc đời tôi bắt đầu. Tôi hạnh phúc, tôi tận hưởng những khoảnh khắc đó, còn những người xung quanh tôi thì khóc. Đó là một buổi chiều kỳ lạ và huyền diệu." Nhưng cũng chỉ một năm sau, Nedved tiếp tục gắn bó với Bà Đầm Già, nhưng lần này với một vai trò khác, phó chủ tịch của câu lạc bộ. Đương nhiên, với những gì mà Nedved đã làm, đã chứng tỏ trong quá khứ, thì đây là một món quà hoàn toàn xứng đáng mà ba lãnh đạo của Juve dành cho huyền thoại của đội bóng. Đáng tiếc là mối lương duyên kéo dài hai thập kỷ đã bị đứt đoạn khi Nedved lên tiếng từ chức vào năm ngoái. Sau đó không lâu, một bê bối liên quan đến các vấn đề tài chính của câu lạc bộ cũng được phát giác. "Xin chào mọi người, tôi không thường xuyên phát biểu trong những hội nghị kiểu như thế này, nhưng tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn. Đây là ngày cuối cùng của một con đường kéo dài 20 năm. Tôi là một cầu thủ trẻ và bây giờ độ tuổi trung niên, tôi vẫn tiếp tục được gắn bó với đội bóng này. Tôi xin cảm ơn mọi người." Nedved nói, đẹp trai, đúng, nổi tiếng, đúng, mãi anh ấy còn đá bóng hay. Lòng đam mê với công việc, nỗ lực hết sức vì nó, sự trung thành, tình yêu vô hạn với Juve khiến Pavel Nedved xứng đáng là biểu tượng hoàn hảo cho sự toàn vẹn. Nedved có thể không phải là người giỏi nhất, nhưng chắc chắn anh ấy là một trong những người đáng tôn trọng nhất.